nhiêu và mọi cái đều trọn vẹn. Bữa nay anh dẫn cháu đâu anh ấy rồi nó về, em đánh em giết gì nó cũng là con của em, nó là ở trong gia đình này. Nó nói dù ba có chặt đầu con chết con cũng thành con dâu con ma ở trong gia đình ở trong này. Rồi anh nói hết lời. Quang ơi, chị đậu nha. Con thua rồi, xuống lại ba. Anh biết em cái lòng em nhân ái lắm, ai mà không giận em. Anh người lớn mà đã nói rồi. Thôi em theo anh. Nói là anh em của mình. Ok, yeah. Rồi đứng đi lên. Anh ra từ cái chỗ đó. Anh em mình hòa thuận là một. Tao là phải nghe chị ba, giết tao cũng là chị ba. Mày biết nghĩ vậy anh mãi mãi là suốt đời anh. Thôi giờ nè, thằng đi lên bữa nay á là ngày đầu năm đoàn tụ anh em chứ con nhưng mà cháu. Con cháu trong gia đình phải không, nhưng mà cũng mừng cho em mình được hạnh phúc nó sống thì vậy tốt rồi đó. Rồi ok, cạn ly 1, 2, 3 vô. Rồi ông Sáu cháu nội nhiều lắm nha, đây nè con đủ cháu nội ông nữa đó, có gì nhiều ông lo ông bảo ông vợ hết trơn nha. Rồi ổng thương lắm luôn. Đánh. Này là con Vũ mà. Con Vũ cũng thương á. Ông thương hết trơn. Ông thương hết trơn á.